Mến chào các bạn và anh chị. Hôm nay cũng đến cái khu vực Cầu Khương đó. Thì có cái vườn kiển của anh Thanh đó, nơi quen thuộc của chúng ta đó. Thì hôm nay gặp ảnh thì ảnh sẽ giới thiệu chúng ta một cái cây mai khá lớn đây. Em xin chào anh Thanh ạ. Dạ, chào anh em. Chào khán giả. Rồi hôm nay giới thiệu cho em cái cây mai gì đây anh ơi. Dạ, cây mai vàng anh ơi. Dạ. Mai vàng này cũng khá lớn anh em. Dạ. Dạ, cây này trong vườn em mới bứng về bữa nay luôn. Cho bà con coi tổng thể cái nha. Dạ. Dạ. Rồi, vậy là nhờ anh Thanh giới thiệu chi tiết kỹ thuật đi anh ơi. Cây này cây tàn mà giờ em rút tàn luôn, em cắt phôi lại luôn nha anh em. Dạ, vậy là cắt luôn anh. Dạ. Dạ. Thì cây này nói chung lá nó bự nè, lá bự mà lá bầu nè. Thì em hỏi chủ nhà là chủ nhà nói bông cũng 7-8 cánh á. Dạ. Dạ, bông bự đó. Rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì tháng này thì em không có thấy chỗ bông. Rồi. Dạ. Thì thường thường cây mai mà lá nó bầu, nó bự, nó dày đó là bông bự nha anh em. Rồi. Là cánh khít chứ không phải là cánh chuồng. Dạ. Dạ. Nhưng mà em chưa có xác định chính xác là bông nó như thế nào. Nhưng mà hỏi chủ nhà thì chủ nhà người ta nói là bông cũng 7-8 cánh. Rồi. À. Rồi, việc đầu tiên thì anh cứ tiến hành rồi em sẽ đi một vòng cho bà con mình xem cái đế nó trước nha bà con. Rồi, nhờ anh tiến hành ha. Giờ anh vừa tiến hành có thể tư vấn về kỹ thuật là cái cách đặt tàn là sao đó nữa. Dạ. Cây này rút tàn nuôi lại bonsai, nuôi lại tàn thông là một thân một cốt luôn nha anh em. Sử dụng những cái đường cắt này là cũng dân trong nghề cũng đi luyện lắm mới cây mai có giá trị mới dám cắt nghe nè, tại mình cắt bậy một cái là đi luôn á, mất giá trị. Nói chung cắt thì cắt lúc đầu thì anh em cắt trừ hao chân cành chút. Dạ. Rồi sau mình coi tới coi lui rồi mình ha cắt lại. Dạ. Trừ hao tí xíu. Dạ, trừ hao tí xíu. Dạ. Cắt dài mình cắt vô được, còn cắt ngắn quá là nói lại không được nha anh em. Cho nên xem là cái bộ đế là mới nha anh em.
Cho anh em xem tổng thể. Các bạn quay đó với vô mà lấy cái ghế mũ cần. Rồi rồi dịnh dịnh xe đi. Ừ, qua mượn cái ghế xanh bên quán á. Khá là cao. Buông buông cái cây đi, dẫn chiếc xe đi, còn hai nhánh nữa hả? Đây đây, làm ghế. Rồi rồi. Ghế này cũng dịnh nha, không biết chắc không đây. Cái này ngọn giót giọt luôn nha anh em. Ngọn giót bằng ngón chân cái luôn nha anh em. Một thân một cốt. Cái này cái mặt này đế chải rất là đẹp nha anh em. Dạ, anh cứ giới thiệu à. Dạ. Cái này nói chung là đế đều hết, không có lép nha anh em. Đế đều. Dạ. Tại vì em chưa có làm cái bầu lại, em chưa có làm mặt bầu lại. Dạ. Này, nhưng bên đây là cũng có ghế đều hết trơn nha anh em. Đều nha bà con. Dạ. Ghế thì nói chung không có thiếu... không có thiếu, không có lép chỗ nào hết trơn á. Cây này cậy rất là nở, cậy đế nở. Đây, cho anh em xem rõ đây. Chân cành này cũng có mấy, còn mấy chân cành em cắt chưa có chuẩn không, em cắt cũng còn trừ hao nha anh em. Dạ, trừ hao. Dạ. Khi nào quyết định trồng đó em mới cắt lại cho nó chính xác luôn. Vậy là cắt còn trừ hao nha bà con. Dạ. Vậy là mai vàng nha bà con ơi, mai vàng. Giờ em cho số đo đi anh. Rồi, vậy là cho số đo đi, khá rõ rồi đó. Nhiều thì anh đọc lớn giùm em à.
Dạ, nhiêu anh ơi? Này hoành thân 59 nghe anh em. 59 nghe bà con. 59. Đó. Dạ. Số này 60 đây, 59 nghe anh em. Dạ dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, chiều cao tổng thể các anh ơi. Khá cao nha anh em. Đây đó. Hết công thước dây là tới đây là 1,5 m nha anh em. 1,5 m nha bà con. 1,5 m để em đo nói luôn. Rồi. Nói theo. 1,5 m với 36 nữa là 1,86 m nha anh em. 1,86 m. Dạ, chiều cao là 1,86 m nha anh em. Rồi, cây này giờ anh em khoanh bồn, anh em có sân rộng anh em thả xuống bồn nuôi. Dạ. Khoảng 3 năm là cây tàn đẹp rồi nha anh em. Chân cành nó rất là đều. Khá là ok. Dạ, nha cây này chân cành nó không có lép nha anh em. Tàn này nuôi mau đầy lắm. Rồi anh cứ tư vấn cho bà con mình nè. Cái ngọn nó giót bằng ngón chân cái rồi nha anh em. Một thân một cốt luôn, không thèo dít gì hết. Một thân một cốt. Dạ. Cây này em giao lưu cho anh em giá tại vườn là 45 triệu anh em. 45 triệu nha bà con. Dạ. Giá tại vườn luôn. Rồi mọi cái thỏa thuận gì đó thì anh em cứ liên hệ cho anh Thanh nha bà con mới biết rõ. Phí ship này là thế nào đó. Thì chúng ta sẽ liên hệ cho anh Thanh. Cái số điện thoại quen thuộc đó 0919990408. Cái địa chỉ của anh là ở Cồn Khương, Cần Thơ. Rất mong anh em ủng hộ và tiếp tục ủng hộ và sẽ gọi điện để giao lưu với cái phôi mai này. 45 triệu không anh? Dạ, 45 triệu anh ơi. 45 triệu nha bà con. Dạ. 45 triệu. Hoành thân là 59 nha anh em. Dạ. Hoành thân 59, chiều cao là 1,86 m. 1,86 m. Dạ. Cây một thân một cốt, không có thẹo dít nào trên mình hết. Giót ngọn. Ngọn nó giót bằng ngón chân cái nha anh em. Dạ. Đế rất là đều. Dưới cổ rễ nó nở rất là đẹp nha anh em. Cây này nó không có thân, nó không có bị bóp bị gì hết, tròn trịa. Cây rất là có duyên. Rồi, như vậy là đi cũng khá nhiều vòng cho bà con anh em mình. Tại vì cây rất là lớn nha anh em. Nên đi nhiều vòng cho anh em xem rõ và để giao lưu. Cây này đế ở dưới còn nữa nè nha anh em. Đó. Đế rất là đều. Rồi, tất cả thông số và giá cả đã có hết nha bà con. Thì chúng ta khi giao lưu chúng ta sẽ gọi điện thoại cho anh Thanh và cuối clip nhờ anh Thanh cho một lời cảm ơn. Dạ. Mến chào anh em nha. Dạ. 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 Cảm ơn anh em. Thay mặt anh em và bà con cảm ơn anh rất nhiều. Và mong rằng bà con và các bạn sẽ gọi điện thoại để giao lưu cái format này. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.